mọi người đang nghe chuyện tại kênh youtube top truyện hot nhắc lại chương chức hứa tùy đã đồng ý làm gia sư cho em trai của thịnh nam châu hôm nay cuối tuần sau buổi dậy cô đã hứa chơi game cùng nó thật ra trong lòng hứa tùy mong có thể gặp lại châu kinh trạch quả nhiên châu kinh trạch cùng thịnh nam châu đã trở về vào cuối tuần thịnh ngôn gia liền khoe hai anh cô giáo hứa chơi game rất giỏi châu kinh trạch nhìn cô hỏi thích chơi game à hứa tùy có chút xấu hổ khi đối diện anh cô ấp ấm đáp thì khi nào học tập áp lực quá chơi game giúp giải tỏa căng thẳng các cậu muốn chơi cũng có thể tìm tôi được thôi thịnh ngôn gia vội nói cô hứa cô thiên vị thịnh nam châu xoa đầu em đáp không thiên vị đâu trong phòng này ngoài em ra bọn anh không còn áp lực học lên cấp đâu sau khi nói rằng anh có thể rủ mình chơi game cùng hứa tùy liền thấy xấu hổ trời ơi cô vừa nói cái gì vậy Xấu hổ quá đi, thu dọn sách vừa xong cô liền từ biệt. Hôm nay dậy xong rồi tôi đi trước đây. Vừa ra đến cửa thì dì thịnh chặn cô lại. Này cô hứa muốn đi sao? Ở lại ăn tối đã. Không cần đâu dì thịnh. Không phải phiền vậy đâu. Hôm nay dì nấu nhiều cơm lắm đó. Phải cho cô hứa nếm thử tay nghề của dì chứ. Vừa nói dì thịnh vừa kéo cô đi luôn. Cô liếc qua châu kinh trạch thấy anh nhếch môi cười. Ăn tối xong đã 8 rưỡi tối dì thịnh liền nói để thịnh nam châu đưa cô về trường thịnh nam châu đáp nhưng xe con đang đem đi sửa rồi hứa tùy vội nói dì thịnh à không cần phiền cô chưa nói xong châu kinh trạch đã lên tiếng đi thôi tôi đưa cô về dì thịnh nhớ ra ồ oh, đúng rồi trường hai đứa con ở đối diện trường cô hứa mà hứa tùy không từ chối nữa dì thịnh vậy cháu về đây được được sau này cuối tuần về nhà các con tiện thể đón luôn cô hứa nhé còn nữa con chịu trách nhiệm đưa cô hứa về trường an toàn nhé châu kinh trạch ra dấu ok hứa tùy đi phía sau mà thắc mắc trong lòng không biết anh đồng ý đưa cô về trường an toàn hay đồng ý sau này cuối tuần tiện thể đón cô nhỉ anh dẫn cô về nhà lấy xe chờ tôi lấy xe được cô nhìn căn biệt thự trước mặt nghĩ nhà to như vậy mà không có lấy một ngọn đèn chỉ có mình anh sống ở đây liệu anh có thấy cô độc không đột nhiên châu kinh trạch tung cho cô một chiếc mũ bảo hiểm đội lên thử xem được nhưng chiếc mũ quá to so với hứa tùy khiến châu kinh trạch cũng phì cười anh giúp cô tháo mũ ra và dặn cô đợi chút anh đưa cô một chiếc mũ khác hứa tùy nhận lấy đội lên vừa in luôn này Thấy anh bật cười cô liền hỏi Sao vậy, có vấn đề gì à Chiếc mũ này là của thằng nhóc thịnh ngôn gia khi còn học lớp 6 Hứa tùy biết mình bị trêu như trẻ con nên vội vớt phát nói Tôi cao 1m65 Anh tự nhiên muốn hút thuốc hỏi cô có bật lửa không Cô đưa cho anh bật lửa Anh liền châm thuốc hút Đồng thời châu chính nham ba của anh gọi diện đến Anh nghe mấy chuyện gì Ba nói nhanh đi tuần sau sinh nhật ba về ăn bữa cơm nhân tiện cả nhà. Chưa nói xong thì Châu Kinh Trạch đã đáp không cần đâu. Tôi có việc, sau đó tắt máy luôn. Nghe xong điện thoại tâm trạng của Châu Kinh Trạch liền tệ đi. Anh bóp nát điều thuốc trên tay rồi ném đi. Quay người lên xe gọi Hứa, tùy đi thôi. Do tâm trạng tệ đi nên anh lái xe rất nhanh, Hứa tùy ngồi sau chỉ biết nhắm chặt mắt cho khỏi sợ anh nhớ lại chuyện lúc nhỏ ba anh sau khi mẹ anh mất lấy vợ hai ông ta đã đến dự lễ tốt nghiệp của đứa con riêng mà không đến lễ tốt nghiệp của anh đứa con ruột như anh trở thành kẻ thừa trong gia đình càng nghĩ anh càng tức giận tăng tốc độ hứa tùy cũng nhận ra dường như tâm trạng anh không vui nên dù sợ nhưng cô không nói để mặc anh dùng cách này phát tiết ra ngoài cô chỉ còn cách túm chặt lấy yên xe phía sau sau một hồi châu kinh trạch liếc qua gương chiếu hậu phát hiện hứa tùy phái sau mặt mũi đã trắng bệch cả người như cứng đờ liền giảm tốc độ lại hứa tùy cũng nhận ra anh đi chậm rồi châu kinh trạch hỏi cô sợ tôi à đâu có vậy sao ngơ ngác như thế cô nghĩ là do cô căng thẳng khi ở cạnh cậu thôi vừa muốn nói chuyện với cậu nhưng lại sợ cậu không thích nói anh nhắc cô bám chắc vào lúc này hứa tùy mới dám lại gần anh hơn túm lấy áo anh cô vụng trộm chạm vào anh cô nghĩ đi nhanh vậy chắc anh không cảm thấy đâu nhỉ lúc này tim cô đập rất nhanh chắc cô không bị phát hiện đâu nhỉ